Xin chào cả nhà nhé, chào những người yêu cây hoa giấy. Mình hôm nay lại tiếp tục quay chia sẻ với mọi người cái tác phẩm hoa giấy của mình mà cách đây vài năm mình đã cắt. Mình cắt thu cành đấy. Sau cái là video cắt thu cành đấy thì mình có rất nhiều lượt xem và tương tác, và nhiều bạn có quay lại hỏi là bây giờ cái cây đấy nó như thế nào rồi. Thì hiện tại đây mình chỉ cho bạn đây, cái cây đây của mình đây. Đấy. Hiện tại đấy. Mình đã sau cái đợt cắt thu cành đấy mình chuyển sang mình sau khi nuôi được một năm nữa thì mình lại nghĩ ra một cái thế mới. Thế là mình lại dựng lại cây. Là làm lại cái cây theo cái thế hiện tại. Đấy, đây mình quay từ xa để các bạn nhìn thấy cái thế của cây nhá. Hiện tại vẫn chưa là xong đâu các bạn ạ. Hiện nay là mới chỉ vẫn đang làm tay dăm. Nhưng mà đợt này nó ra hoa cho nên là mình tiện mình quay luôn video để các bạn xem. Đấy các bạn nhìn nhé, đây là một cái tay buông nữa. Đây này. Mình nhìn thấy cái tay nó buông xuống như này. Đấy, mình quay sát lại để các bạn xem nhé. Hiện nay cây đang bung hoa rất là đẹp. Đây cái phần là phần lưng của cây đây. Lưng của cây thì mình làm một cái tay buông nó xuống như thế này. Đây cái cánh hoa giấy này. Cánh hoa. Đó. Vừa hoa vừa mầm. Đây là mới một mặt của cây nhá. Còn cái mặt trong nó cũng như thế này thế nhưng mà nó ở trong thì mình không đi vào mình quay được. Đây cái tay bay của nó, các bạn này. Cái tay bay thì đang nuôi thôi. Đang nuôi nó cũng không được to lắm, dần dần chắc phải vài năm nữa. Hiện tại là cái lá nó che kín một cái thân. Lá nó che kín cái thân cho nên là các bạn không nhìn ra hình dung, nhưng mà đây mình quay ra mình vẽ bằng tay để các bạn hình dung cái mình dựng lại nhá. Ngày xưa cây nó nằm thì bây giờ mình dựng nó đứng lên. Đây cái cây hiện tại thân nó lên đến thế này. Đấy nó ra này xong nó bắt lên đây, nó lên đây đấy, ngọn. Đấy. Nhìn rất là phê luôn. Nhìn chung là chơi cây thì cứ phải sau một thời gian mình cứ ngắm nó xong mình sẽ ra được cái ý tưởng. Mình sẽ để làm sao cho nó đẹp, dựng làm sao cho nó đẹp. Đó, cây này mà vài năm nữa nó kín tay cành là lên form dáng là đẹp ngay. Đấy, bây giờ mình sẽ quay từ gốc lên cho các bạn xem nhá. Đây, đây cái thân đây. Đấy, thân đó, lên đó. Đây, lên điểm lắc của nó đây. Lắc là nó bay sang này, chuyển lên này. Đấy, nó chuyển lên trên ra cành sau. Xong nó chuyển lên nữa các bạn. Chuyển lên nữa thì nó ra cành ngọn đấy. Đấy nhá, quay từ đây nhá. Quay từ đây để mình quay vào cho các bạn xem cái phần ngọn của nó đây. Cổ ngọn đấy nhá. Đấy, cái thân lên này. Đấy, thân lên cổ ngọn. Đấy, lắt léo. Xong lên này, ngọn đây nhá. Đấy, ngọn đây này, tay ngọn này. Rồi hoa nó ra bông đây. Thấy chưa? Nhìn chung là một người thích hoa giấy, không chuyên. Chơi không chuyên chứ chưa nói là làm. Thế nhưng mà mình cũng học hỏi được nhiều anh em bạn bè rồi trên mạng xã hội. Đấy, mình cũng tập tành mình làm, ngắm nghía nhiều làm thành quen các bạn ạ. Đấy, mình tạo ra thành tác phẩm của mình.
tác phẩm của mình nuôi, chăm sóc và mình chơi. Cây này thì mình cũng không có thời gian để chăm sóc, tưới nước, tưới bẵm cho nó, cho nên là cũng cây nó không phát triển được mạnh. Chứ nếu mà phải gặp các bác nhà vườn mà chăm sóc được, cây nó phát triển mạnh thì nhanh lắm. Một năm thì cây nó đã đẹp ra bao nhiêu. Thế đằng này mình không chăm được, không tưới tắm được, không phân do cỏ dại gì được. Thế nên là mình cứ để mặc cây nó phát triển, nó sơ xác. Năm nay là ít mưa, năm nay ít mưa không tưới được, cho nên là cây nó không được phát triển mạnh lắm. Thế nhưng mà thôi, như thế này là cũng được rồi. Mình thì cảm thấy là vừa làm vừa chơi thế này là quá ok rồi. Dần dần cái sản phẩm của mình thì mình khi mình làm ra mình cảm thấy sướng lắm các bạn, rất là sướng. Cái này cái hôm nào mà mình cắt trơ cây ra thì mình sẽ quay thì các bạn nhìn thấy cái xương của cây, cái xương, cái thân chính, thân chủ của cây thì phải nói là tuyệt vời luôn. Hy vọng là video, cái video này quay sau khi up lên YouTube sẽ có đông lượt view và lượt tương tác. Các bạn có góp ý gì thì gửi bình luận góp ý cho mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Và cũng xin chưa dừng cái video nó quay gọi là ngắn ngắn như thế này thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.